Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện. Chuyện vợ chồng, chuyện con cái, chuyện tình yêu, chuyện công việc. Không ghen thì có nghĩa là không yêu. Học thật là giỏi thì luôn luôn có cơ hội. Chuyện vui, chuyện buồn. Từ thực tế cuộc sống, từ chính người trong cuộc. Được phân tích, được lý giải và được chia sẻ. Đó là các bạn có muốn hôn nhân bền vững hay không? Tất cả sẽ có trong Nghìn Lẻ Một Chuyện, 23 giờ Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.